À, nhìn nhìn nó trâu nó ho phải tay lên á. Nhìn có trâu ho phải tay lên á. Mó bo mó. Ờ nhanh 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 đưa bo lên nha Tân này. Người đấy là đang đứng gần bo rồi đây. Nha Tân Hải Tân rồi. Về trại nha. Về trại về trại về trại về trại về trại. Rồi thẳng 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 thẳng. Đang đứng đây rồi. Đang đứng gần bo người đấy rồi. Tắt loa rồi anh, tắt loa thông báo rồi. Ô, trong là đường rạp, bị rạp nổi rồi đây. Mình nói là trống á. Còn người đấy này, con nịt hay là con đây nữa. Hai thằng. Ai trong này không? Có bị rạp nổi rồi đây, phố thuông vô đó. Có bò nó chảy đó. Con người mày đá nào mà. Con đây có người đây. Con ném mày đá đó. Có người rồi đây. Nhà này con ở đi con ở không? Bị rạp đó, can. Dạ. Hắn nổi ấy, nó sợ rồi nè. Em ơi. Ôi. Có ai đâu coi. Khi nào mày lấy một người mày lấy một con bò mà. Em khoảng 50 tuổi đâu. Ngồi ta tiếp cận ta đi mẹ ta vào được này, mẹ la đi ta giỡn chứ điên tới quán này. Vì điên là có điên mất điên hết rồi. Xấu như anh nhìn đâu, cái mai nha đó lụt nha đó. Dạ. Bi chỉ đâu? Bi đô hay bi chỉ đâu biết. Bi nổi ấy nhở? Vì anh nhìn cái nhà cái ổ thế cái nhà đó là mình lên gần lụt rồi thế. Tức là chết vì vai 3 mét. Vì lụt người đó. Đi quá con điện đấy. Hỏi họ bên nhà đi có ai họ nói cho đây. Bên đây. Đưa bò trong nhà đi. Bò trong nhà đừng đi. Bên đây. Bò trong nhà đừng đi. Quay người lại nhé. Đánh lên một kép. Thằng ấy bỏ Cắp sao. Có lụt ra mày không thăng? Lụt đấy nhỉ? Thả néo ấy.
Bỏ rồi. Hả cái néo rồi thằng nào. Tất cả ông ba phải đi hết. Đi đi đi, hai ông ba phải đi cả. Đăng ký phó chủ tịch quyền rồi thôi. Từ từ gì ơi, từ thôi. Hiện tại đang ở Thanh Mỹ nhá. Hiện tại đang ở Thanh Mỹ. Mỹ đi lên vậy vào trong đi chứ, lấy luôn anh ơi, lấy luôn hiện tại thì đoàn công tác của huyện và quân sự huyện và ủy ban huyện đang có mặt tại địa điểm của xã Thanh Mỹ. Hiện tại đang bây giờ là phải mọi người dân là phải đi rời hết. Lực lượng quân sự và công an ở đấy là Thanh Mỹ nha mọi người. Hiện tại đang có mặt chỉ đạo đấy, có anh Lê Đình Thanh, phó chủ tịch ủy ban huyện, và anh Trần Võ Việt, chỉ huy trưởng quân sự huyện, lực lượng quân sự huyện. Lực sóng hiện đang rất to, lực lượng có hai xuồng cano đi cố gắng lắm mới tiếp cận được. Đấy ạ. Hiện tại đoàn công tác của huyện đang tiếp cận khu vực đang bị cô lập của xã Thanh Mỹ. Bây giờ tất cả mọi người ở trường hợp này là bắt buộc phải di dời. Ô cái cảnh tượng con bò này giống vừa trái nợ luôn này. Con bò này. Có con bò đâu sao phải đứa cầu thật. Hiện tại thì lực lượng chức năng phải dùng một cái chuông nhỏ để vào để đưa người ra. Đang trực tiếp có mặt ở đấy là có đồng chí Lê Đình Thanh, phó chủ tịch ủy ban nhân huyện, và đồng chí Trần Võ Việt, chỉ huy trưởng
và lực lượng quân sự huyện rất là khó khăn để cho đoàn có thể tiếp cận được cái vùng đang bị cách ly, đang bị cô lập của xã Thanh Mỹ. Đóng lên nhiều mà đàn lấy đây đang nhiều này. Để tao hỏi mấy cái người đi lấy cái đường ở vô bố đâu. Có ai đâu mà đường? Có người đâu? Có ai đâu mà đường? Rồi. Ai cái đường đi, cái đường đi vào đến đâu? Vào đến đâu đó đi, đường đi vào đó. Đường ở đây đi cái khẽ thôi, khẽ đi vào không? Vào đến ba đến câu à? Đến câu 32 à, gần 32 à? Dạ. Đó đoàn câu của bố nhà bố tâm trấn không? Đó cái tròn tròn đấy thì vào chứ mà. Đoàn đang bắt buộc mọi người dân phải rời khỏi khu vực ngập lụt. Sẽ cố gắng để tiếp cận những nơi khó nhất. Bác vào đóng ấy. Nghe bác bố. Cái thuyền cái này ngoài đợi phá, đang có một người ngoài đợi mà. Cái này nói đi mà nợ. Rồi bạc mắt đi, có cái áo pháo. Rồi. Ngoài này an toàn chứ bạc? Có nửa có vào gì không? Mặc vào có một cái giấy là bạc buộc dây chắn nhá, có một cái giấy là buộc ngay dây chắn đấy, mặc vào có một cái giấy là buộc ngang dây chắn. Rồi con cái giấy con lại dây là bạc luôn qua dây cho hai chân buộc lại. Nhảy nó đem thì cả gì nữa thôi, không được đem được đồ đâu. Nói về mặt tao nói lấy nó bất kỳ. Thập hướng không phải là hôm nào thập cũng cột cả bây giờ ăn ra nó quan trọng, nước ngoài đi. Hiện tại thì lực lượng phải dùng một cái chuông nhỏ như thế này để vào để di dời dân. Nước cái đang chảy rất là mạnh. Nên nó bỏ cái này để chờ họ hả? Không, họ treo nó xuống. Chứ vậy nếu không muốn treo đâu, em lục quét. Bỏ đầu sáu lên cái hôn nó về lại nè. Nó một cân nó về lại nè. Đúng không? Thật là buộc cái cân lên tối sáu luôn. Tìm nó cân nó về lại. Thôi, khách xuống đây.
Anh xem cháu coi. Xem cháu đang. Đấy vô đỏ xuống là có đây đâu cũng em. Đi đâu bạn ạ? Ông bố, lượm bố. Đấy, mình đang có đoàn đấy rồi. Đi được đi. Còn mấy mét. Sáu, hả? Sáu, sáu rồi mẹ. Sáu, sáu, nên năm bậc đi cả nữa. Cô tháo đi, cô tháo đi. Đấy là cô sáu rồi, dây lại được. Anh Thảo á. Đó, mặt chứ, mặt đấy. Hiện tại thì tên vẫn đang mưa. Ba là ở một mình à? Ở có người anh ở chứ mà ba được rồi mới có đèn sừng sừng bỏ trong nhà thôi chứ mà ba mới chuyển sáng này cái trời nhà một bến đỏ mới ăn rồi sạt lở cái tương nữa thôi đến ba như một cây là lên trên ba ấy ạ. Hiện tại thì đấy là trong mấy thanh mì vậy? Trong sáu thanh mì. Trong sáu à? Thì lực lượng chức năng đang có mặt để đưa người dân lên cano để đi vào vị trí an toàn. Đây ạ. Anh trực tiếp chỉ đạo đấy là đồng chí Lê Đình Thánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Máy quá, có rửa đâu con. Rồi, ok. Đừng đâu. Thành án đuổi bá ơi, nó cứu được một người, con hai người chết tìm được. Đầu cổ. Nhiều con. Cõi đó, trốn bộ bá ơi. Từ từ ba ơi, cẩn thận. Đâu, hai người nhá. Đâu đây. Từ từ đi ơi. Đồng chí Trần Võ Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và anh em lực sư Thư huyện. Anh cho cái máy của anh lên em lại chút. Có ở đó. Mấy năm sau. Dạ dạ đây chết đi. Hiện thầu gia đình là có hai ông bà. Rất là khó khăn để tiếp cận cái vùng gọi là rộn lũ của thanh mị. Mặc. Thôi đấy là sự phá không chứ là lý. Thôi mặc vào. Thôi đi vào nhà anh. Có ông Thánh. Với nhà ông Thánh á. Quảng với nhà ông Thánh. Thôi bỏ nhà ông Thánh. Nhà Tổng Thánh. Nhà Tổng Thánh lựu chí. Con chạy mẫu gà ra chứ bố mà rồi. Đó nhà ông Thánh nhà Tổng Thánh Định ơi. Được rồi, phải có. Hiện tại thì lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn do đồng chí Lê Đình Thánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đồng chí Trần Võ Việt là chỉ huy trưởng của thư huyện và lực lượng quân sự công an đang cố gắng tiếp cận ở cái địa bàn rộn lũ của Thanh Mỹ. Hiện tại thì đang có mặt tại địa điểm xóm 6 Thanh Mỹ, một trong những điểm là ngập rất là sâu. Hiện tại thì đang sơ tán một gia đình có hai ông ba để lên thuyền. Hiện tại thì những ai đã ở địa bàn Thanh Mì nhá. Hiện tại lực lượng chức năng đang có mặt ở tại Thanh Mì nhá. Thanh Mì những ai có người nhà hoặc đang cần
sự hỗ trợ lực lượng chức năng mà thương cả nó có thể vào được thì hãy thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận nhanh nhất. Hiện tại ấy ở Thanh Mỹ mà gần khu vực xóm 6 mà cần lực lượng chức năng có mặt để cứu trợ thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng đi làm thế nào đó là đi tiếp cận được sớm nhất, mặc dù địa hình và để vào rất là khó khăn, nước đang rất là to. Bỏ pháo, bỏ pháo. Ông bảo ơi, đang có một số hộ dân đang ở phía sau. Hiện tại thì lực lượng chức năng mà cứu hộ cứu nạn thì tôi đang ở địa điểm mà hiện tại đang có mặt tại xóm 6 Thanh Mỹ nhá. Mọi người của chúng ta là có người nhà ái mà hiện tại đang ở khu vực gần xóm 6 mà cần đi trực tiếp liên hệ với chúng tôi. Bây giờ đây có thể có số điện thoại là 0974705. Tôi nhắc lại một lần nữa số điện thoại mà bây giờ những ái đang ở khu vực Thanh Mỹ gần xóm 6 mà cần liên hệ với lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn thì tiếp qua chúng tôi qua số điện thoại là 0978974705 hoặc 0359151168. Mọi người có người nhà, anh em, bạn bè, người thân và của mình thì đáng liên lạc được qua điện thoại hoặc là liên lạc được bằng một cách nào đó thì bây giờ cần lực lượng chức năng. Chúng tôi hiện tại đang ở xóm địa điểm địa bàn ở đây nước đang ngập rất là sâu, cần liên hệ với lực lượng chức năng. Chúng tôi thì liên hệ qua số điện thoại hai số sau, một là 0978974705 hoặc là 0359151168. Kiểm tra trong đây là cái đông đô lắm. Cái túi đồ gì đang dùng lắm á? Đang lấy táo con táo gì vào đấy? Hiện tại đang di chuyển, đang có một hình ảnh một chú bò đang được người nhà là sơ tán lên tầng 2 của ngôi nhà mà nước đang ngập được hơn nửa tầng thứ nhất rồi. Rồi hiện tại đang ở xóm 6 Thanh Mỹ nhá. Xóm 5 Thanh Mỹ thì sẽ cố gắng tiếp cận ngay sau đây để bây giờ cố gắng để tiếp cận một số hộ dân đã bị ngập đấy nữa. Rồi sóng mới di chuyển các sóng còn lại. Công an mà. Không như con gọi bạch mà. Đấy đấy, thuyền ông đổ ống nữa rồi. Thôi cứ nhưng ra giá về thì là không. Nửa đây ngập vào nhà từ lúc mấy giờ bạc? Ngập rồi. Sáu giờ chưa quá. Cái đường này bây giờ mình vô đây là được khoảng tao nên có dẫn đông đúng khoảng trăm rồi mẹ tôi dẫn cũng đông có cái hông đô đấy mà chắc mình chỉ tạm này thôi mình ngang một tầng nhưng mà hai tầng để mình nhà hai tầng ở đây chứ nó hoạt sổ tạm thôi.
Con đang đang chạy đến La Vong lên xóm Năm à? Đấy nó lên xóm Năm Châu Ba Há nó. Trên nó đi đường mỗi xóm Năm thì đi đường mỗi. Theo đường đi mới đi, nó theo đường dây điện thì mới đi, nó theo cái chữ nó đi ngược xóm Năm nó Châu Ba Há nó. Dạ dạ, nên được bằng xấu chứ bác. Thôi. Được bằng xấu chứ. Xấu. Dư đi đó thì theo cái tông lên mới đi, nó theo cái điện đến đây. Mà đi đi vòng rồi bắt đầu là bẻ. Anh lại dây điện, dây điện, dây điện. Bẻ tay tả này đi vô trong cái đồ đâu ấy. Đấy bao đầu khoảng được 200 con là 200 mét đó. Không thích. Em mới kéo ơi, kéo ông Bảo ơi. Đó, con lại đi rồi. Đấy đâu có cái thương đấy mà. Thì vẫn chưa. Bảo ơi. Bảo ơi. Bè lại bên đây đi, bè lại bên đây đi. Ờ mổ. Anh em còn có án không? Cũng có thả. Ủa, hơi anh con cuốn. À. Nhà anh còn có án là tuyên đi rồi đó. Đấy đâu có mấy người. Đấy đi ta. Đấy rất là khó khăn để có thể tiếp cận được. Thôi đi lúc gần trưa đó, với tôi cái tên nấu cơm, nấu phán, nấu ăn luôn, không được. Họ mà sáng mà tôi mở cái cửa đó, họ léo qua cái nóc nhà đây. Rồi sáng đó là tụt qua cái cửa đó lên tàu nó phán nổ được. Thì có là họ đi thôi. Cái này đi treo ngược giống treo mũi được. Đó. Thì gần trên mới qua đây từ cầu từ nước bổ một cái hết mũi rồi lấy bự. Hiểu không? Nào nào mà em ơi. À. Hỏi ba đi một trong người, đứa ba đi. Đấy, hai cỏ đấy, cái cỏ đấy. Nhưng mà bây giờ vào đoạn cái ba đấy đúng không? Đâu có cái ba chứ. À, mọi người bây giờ thì đoàn công tác lực lượng cứu hộ kỳ nạn đang có mặt tại địa điểm ở xóm 6 Thanh Mỹ nhá. Mới sơ tán được mọi người một hồ có hai ông bà và bây giờ đang cố gắng tiếp cận vào những khu vực khó khăn hơn. Trời vẫn đang mưa. À, ba con ở hiện tại đang ở khu vực xóm Năm Thanh Mì thì cố gắng chờ một lúc. Chúng tôi sẽ lên bây giờ. Bên cuối chạy thẳng bên nhà ba là ba xuống ngã cả chứ mà đã trên lầu giữa tương ràn nữa sẽ đâu chúng chạy cả. Vô được anh ạ, vô. À, em đi qua ngôi sẵn luôn đi, chỉ cái đường dành này. Không biết nhau đi rồi. Nhà đi học à. Ba nhà đi học tiếp. Chỉ đường anh nhá, chỉ đường nhá. Mình đi có, đi được ba bốn. Rồi. Đi thẳng ấy, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại địa điểm ở xóm 6 của xã Thanh Mỹ nhá. Đang cố gắng để tiếp cận với những cái vùng nào là nó súng yếu nhất. Cũng rất là khó để cho thể có thể vào được. Ngôi nhà này là rất là cao nhưng mà nước nó ngập lên đến này rồi. Sáng ơi ông mặc có pháo ngồi trong hẳn đi. Có cái pháo nó con cái tay mặc vô đây.
trọng được anh đang trỗi lên được to đi mà dạ rất là khó khăn để có thể tiếp cận được cái vào những cái hồ gia đình dân đang để chúng tôi phải buộc phải sơ tán. Hình ảnh rất là bởi vì trời đang mưa, hình ảnh là có thể là không rõ được. Hiện tại đang có mặt trực tiếp chỉ đạo đấy là đồng chí Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, và đồng chí Trần Võ Việt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện. Tiếng đang rất là to. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại địa điểm xóm 6 của xã Thanh Mỹ nhé. Để mà phát hình ảnh cho nó rõ. Có hai số điện thoại bây giờ thì mọi người có thể liên lạc để cứu hộ ở chỗ địa điểm là Thanh Mỹ nha mọi người. Đó là 0978974705 và 0359151168. Người người có đi không? Người đi không? Có người à? Nhà đấy luôn à? Giờ bên đang lui lại nhau rồi anh ơi. Rất là khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp cận những cái địa điểm mà người dân cần hỗ trợ.
tại thì bây giờ sẽ tiếp tục đi vào những cái nhà dân đang cần phải ứng cứu ở địa điểm ở xóm 6 xã Thanh Mỹ. Nước chảy rất là xiết. Cano cũng rất là khó để di chuyển ở trong này. Bảo ơi, mấy người gọi vào số điện thoại là 0978 974705 hoặc là 0359151168 nhá. Vì hiện tại lực lượng chức năng đang có mặt tại xóm 6 xã Thanh Mỹ. Được nó chảy rất là xiết, rất là khó để cho cano di chuyển trong cái địa hình nó chật hẹp như thế này. Rồi đây. Lại nước chảy lên đi em ơi. Nước chảy em. Không biết sao mà tràn ra mà chồng chứ. Tôi chồng con là đang bao đẻ nó. Được, bây giờ là ngập hơn nửa nhà rồi. Đấy, mọi người dân đang chờ để được nở chuyển di chuyển đấy. Rất là khó khăn. Đây là địa bàn của xóm xóm 6 Thanh Mỹ nha mọi người. Đừng đâu gì ơi, nước xấu đi được đâu. Từ từ. Đây mấy người gì ơi. Đừng nói chơi tí ra đừng đi nhá.
đâu rồi, tới đâu mọi người đi lôi ra đó. Đấy nhá, nhà văn hóa của xóm 6 Thanh Bì đấy, nó ngập gần đến nóc nhà văn hóa rồi. Hiện tại thì đoàn đang sơ tán những cái gia đình vừa rồi đang chỗ ngập rất là xấu để vào cái địa bàn an toàn. Đang sơ tán hai ông bà lấy cái địa điểm cao an toàn. Chứ mình mọi người đó đi là chứ đi hay là rắn đây bịt. Mọi người là chứ rắn đâu bịt. Thì ở đó thì cũng cáo rồi nhưng mà cứ đi mổ được bịt. Quay đi em, quay đi em. Quay đâu rồi, chạy cứ chạy sống rồi. Chồng nó quay đâu đâu, thằng đi. Hả? Thằng chồng nó quay đâu rồi? Có cần giúp đỡ chứ không? Bao nhiêu tiền? 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 Bao nhiê
Đây là trong 6 Thanh Mì nha mọi người. Hiện tại đang ở trong 6 Thanh Mì nhá. Vì có vòng lên cho nắm anh anh. Cho nắm bài chứ. Được, được đi theo cái đường đi đi cái này. Không đi được, bây giờ là hiện tại lên xuống đây đang đi cứu những người nào đang ở ngập nước để cái chỗ an toàn đã. Lên 32 hả? Thôi lên ngồi lên 32 nha. Này. Không lên 32. Anh cứ nói vào gò vào phải bục đăng thành công nó hiện lên này. Alo. Dừng lâu như vậy á. Anh đi viện về à? Thank you.
đang 6 nó 6 nó giống 8 vào được anh nhỉ? Đang 6 nó có 8 vào được. Sáu nó không thể vào được. Sáu nó không thể vào được. Vì đường mà đường cũng thể đảm bảo mình vào được mà không thấy cậu. Mấy cái nhà này, họ đi vòng ngay ra đây, ra đây cũng được này. Họ bị khổ lắm. Đi ra cái góc này anh ơi. Mấy người đâu. Cái giá này có ai bây giờ tá được một cái chân vịt mà bây giờ bỏ một tí cho là hắn an toàn cái chân vịt. Trước đi là có mấy cái người nó vẩy vẩy giống biết là ra nó đi. Mấy cái này là hai người hả? Không rồi, bắn mấy cái này mà. Mấy cái này mà thẳng rồi, thẳng rồi. Đó đâu quay lại đó ơi. Họ có thể lui được đúng không? Ngăn cái này chưa tá được, quan trọng là quan trọng là cố lập bên đó đi. Có một cái nhà ở dưới có này không có con nữa đúng không? Cái nhà có cái... Ai đó cái hội quán mà. Anh trông trông ngược này, quân anh trọng quái đâu rồi? Ngược tù, đó là trung trung tù lại. Chứ không có hoán, không biết là không được rồi. Đánh được miếng. Ai ai. Trọng kẹp ấy. Hiện tại trời vẫn đang là mưa rất là to. Không có mực đấy nữa, một con tái đây, rồi, có đồ vải. Bây giờ sẽ cố gắng tiếp tục đi tiếp cận những cái gia đình đang bị cô lập ở dưới nước lũ. Mọi người thấy này, những cái nhà này thì nó ngập nửa nhà này. Đây, nước chảy rất là xiết. Đúng rồi. Này, cái nhà này ngập gần hết rồi. Cái cổng bê tông anh, bê tông. Nhà này bờ rào, nhà này ngập gần hết luôn này. Bờ rào được chạy này. Bè đâu chạy lên. Anh phải trả lên nó, nó quả này, trả lên nó như nó quả. Ở đó thì có thể là leo lên núi được, rộng cao. Alo. Đây rồi.
Bây giờ đang ở trong sáu, đang cố gắng lên, không biết đường có đi được hay không, cano có lên được không? Mới nhầm ơi. Thực ra chúng chúng quay mình được vậy cả ra. À. Hả? Ờ, có chi tiết để cho anh đang cố gắng lấy nó nha, thằng 32 luôn hả? Ờ, bởi vì dưới đang ở dưới thông 6 đang cố gắng lấy lên nha. Bây giờ đoàn đang cố gắng để di chuyển lên địa bàn của xóm 5 ở Thà Thanh Mỹ 32. Mình đang đi theo cái cột điện. Alo, đường con dài lắm. Alo, mình là bên đường này. Không không anh. Dung ngược chưa đi được anh ạ. Chỉ có đi đường non thôi, con dung ngược chưa đi được. Bây giờ mà muốn muốn lấy nó xôm 5 sau 532 đi được mua được em. Bây giờ muốn lấy xôm 532 đi được mua được. Đang đi con đi hiện nay thì di dân thì là cái chủ tờ đấy em thuyền đấy thì các bạn an toàn ở khu vực Thanh Mỹ, nhưng mà mới đây nhất thì là có một cái vụ đuổi nước ở Thanh An ấy, thì là cứu được một người, còn ba người rồi, một người còn hai người hiện nay đang mất tích. Có đi được không? Đi đâu đấy, cái nước cũng to, đi nó đi thoải mái. Có rông lắm không? Cái trong là ngập luôn, đường chính ra đây này, đường quan ra đây. Đi đi con năm này bây giờ sáng đi con lên được. Cảm ơn. Để trả đi theo cái đường rồi anh ơi. Anh công. Anh ngưng ra xuống cái sau này đi. Anh ra sau này đi. Hiện tại thì có một số người đang nhận tin nhưng mà màng bây giờ thì thằng nó đó nhận đi nó được phải không? Có gì mọi người gọi cho số điện thoại 0978 974 705 0359 151 168. Cố gắng để có thể tiếp cận được cái địa điểm của xóm 5 tức là 32 của Thanh Mỹ. Không biết có vào được hay không. Rất là khó có thể di chuyển vào. Mánh mông bồn bê là biển được. Cái cảnh này lại sóng người trả là đi đường đâu rồi anh ạ, nếu cái hang này thì để cho em ra để sắp xếp để có thể để chờ cho ba con là nắm. Thôi đi đi cậu ơi. Đi ra đến cái nó thôi, nổi phần đây đi nhá. Đá đi. Đây là
Alo. Đây rồi. À rồi rồi ok. Bây giờ đang cố gắng để tiếp cận địa bàn xóm 5 Thanh Mỹ nha mọi người. Rất là khó, trời thì mưa. Hiện tại thì số điện thoại có hai số trên đi mọi người hiện tại đang ở khu vực xóm 5 hoặc xóm 6 Thanh Mỹ cần thì phải liên lạc qua đó nhé. Đây hiện tại lực lượng chúng tôi đang có hai chuông, đang có hai cái chuông đang chỉ đạo trực tiếp ở đây, đồng chí Lê Đình Thanh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, và đồng chí Trần Võ Việt, chỉ huy trưởng ban chỉ huy huyện, lực lượng quân sự và công an huyện Thanh Chương và huyện đội Thanh Chương đang có mặt tại địa điểm là của Thanh Bây giờ trước tiên thì đoàn đang ưu tiên để cứu những cái gia đình nào đang bị ngập mà đang bị cô lập ở dưới nước để di chuyển những người đó về khu vực an toàn. Đây hiện tại đang có một cano nữa nhá. Giờ đi đường nào thì cũng lên được đúng không? Đi nằm đi qua đây được không? Này, nằm đi qua đây được không? Nằm đi mất can đó bạn ạ. Cùng mắc à? Không vào tải thì được. Rồi đi dưới giải vào nắng. Em không tính ơi. Có, anh Hiền đâu? Anh Hiền. Anh Hiền. Anh Hiến ơi, có đường mới tiếp cận được không? Nó sáng nó vào được không? Vào được không? Cái này với huyện trà, làm đường một với huyện trà này. Nặng quá rồi, bán đường quá, đường nóng quá. Nóng rồi, 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 n
Anh Dung một tay. Alo. Alo, đây đây. Bây giờ hiện tại là chưa chuyển được, bởi vì bây giờ thực tế ưu tiên là bây giờ đang cứu người đã. Cái đó thì trực tiến thì sẽ cố gắng có tí gì lên làm, chứ bây giờ cano bị xuyên vẫn chưa, một số nơi mà chưa vào được. Phải ưu tiên để di chuyển những cái người đang ở cái vùng cô lập trước cái đó để an toàn trước đã. Có chị đi, anh đang phát trực tiếp cái chỗ Facebook của Đăng Thanh Cống, em vào đâu có thể xem. Đăng Thanh Cống á, không giấu đúng nha. Ờ, pháo cỏ đó mặc vào đi. Đi đâu mà đi chứ nhìn. Đi vào đằng ngoài được chứ. Alo. Đấy rồi, nói đi. Dư không, Dư hiện tại đang em nghe nó còn mỗi ba hai không? Được không? Biết rồi chứ mà để tiền nữa để căn nó mà vào được thì nữa nhá, chờ cho vào được. Có lẽ lấy được cái gì? Ờ, có chí thì mình bởi vì bây giờ đang muốn vào đó mà chưa vào được. Nha. Tạm thời ngồi vào được này. Có xuống mẹ mà đó. Chị